Cây hoa mẫu đơn hay còn có tên gọi khác là cây bông trang đỏ, trang son, đơn đỏ, mẫu đơn hoa đỏ, long thuyền hoa, nam mẫu đơn. Có tính bình, vị đắng. Trong dân gian, mẫu đơn là một dược thảo quý có tác dụng chữa trị nhiều chứng bệnh, đồng thời là cây cảnh có hoa rất đẹp. Sau đây là một số bài thuốc dân gian từ cây mẫu đơn mời bà con tham khảo. Chữa tăng huyết áp, mẫu đơn bì 8g, thục địa 16g, hoài sơn 12g, sơn thù, trạch tả, phục linh, đương quy bạch thược mỗi vị 8g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần, dùng liền 7 đến 10 ngày. Chữa hen phế quản khi hết cơn hen, mẫu đơn bì 8g, thục địa 16g, hoài sơn 12g, sơn thù 8g, phục linh 8g, trạch tả 8g. Sắc uống ngày 1 thang, hoặc làm hoàng uống mỗi ngày 20g. Chữa viêm tắc động mạch, mẫu đơn bì 12g, cam thảo 20g, đương quy 20g, kim ngân hoa 16g, xích thược 16g, hoa lâu nhân 16g, ngưu tất 16g, huyền sâm 12g, đào nhân 12g, đan sâm 12g, bình lan 8g, chỉ sát 8g. Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa viêm khớp cấp, mẫu đơn bì 10g, huyền sâm 20g, tiền hồ 12g, hoàng cầm 12g, tri mẫu 12g, kỷ tử 12g, sinh địa 12g, mạch môn 12g, thạch hộc 12g, thăng ma 8g, đậu khấu 6g, xạ can 6g. Sắc uống ngày 1 thang. Chữa sơ gan cổ trướng, mẫu đơn bì 8g, rễ cỏ tranh 20g, thục địa 12g, hoài sơn 12g, bạch truật 12g, địa cốt bì 12g, sơn thù 8g, trạch tả 8g, phục linh 8g, đương quy 8g. Sắc uống ngày 1 thang. Chữa suy nhược thần kinh, mẫu đơn bì 8g, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, câu đằng, sa sâm, mạch môn mỗi vị 12g, cúc hoa, sơn thù, trạch tả, phục linh, táo nhân, bá tử nhân mỗi vị 8g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần, dùng 7 đến 10 ngày. Chữa đau nhức do máu kém lưu thông, gây thiếu máu, mẫu đơn bì 100g, đương quy 1000g, hoài sơn, ngọc trúc, hà thủ ô đỏ, đan sâm mỗi vị 200g, bạch linh, mạch môn, trạch tả mỗi vị 100g, thanh bì, chỉ thực, thù nhục mỗi vị 50g. Tán bột làm hoàng mỗi viên nặng 5g, ngày uống 4 đến 6g. Chữa viêm loét dạ dày tá tràng, mẫu đơn bì 8g, bạch thược 12g, thanh bì, chi tử, bối mẫu, trạch tả, hoàng liên mỗi vị 8g, trần bì 6g, ngô thù 4g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần uống trong ngày, dùng liền 10 ngày. Chữa viêm gan siêu vi khuẩn cấp tính, mẫu đơn bì 16g, nhân trần 40g, sinh địa 24g, chi tử 16g, hoàng liên 12g, đan sâm 12g, huyền sâm 12g, thăng ma 12g, thạch hộc 12g. Sắc uống ngày 1 thang. Hỗ trợ điều trị đái tháo đường, mẫu đơn bì 12g, thục địa, hoài sơn, mỗi vị 20g, kỷ tử, thạch hộc mỗi vị 12g, sơn thù, thiên hoa phấn, sa sâm mỗi vị 8g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần dùng trong ngày, mỗi liệu trình là 7 ngày. Chữa rong kinh, mẫu đơn bì 12g, hoa cây cỏ nến, bồ hoàng, sao đen 20g, địa du, a dao, huyết dụ, bạch thược, sinh địa mỗi vị 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần uống trong ngày, dùng từ 3 đến 7 ngày. Chữa đau bụng kinh, mẫu đơn bì, đào nhân, hồng hoa, huyền hồ sách, hương phụ mỗi vị 8g, mộc hương 6g, cam thảo 4g. Sắc uống trong ngày, chia 2 lần, dùng từ 5 đến 7 ngày. Chữa di tinh, suy nhược thần kinh, nhức đầu, mất ngủ, mẫu đơn bì 8g, thục địa 16g, sơn thù, hoài sơn mỗi vị 12g, trạch tả, phục linh, phụ tử chế mỗi vị 8g, nhục quế 4g. Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Nam giới bị tình trạng hạ bộ nổi mụn nhọt, dùng bột nghiền từ vỏ thân cây mẫu đơn ngày dùng 3 lần, mỗi lần 4g uống với nước. Chữa mụn nhọt sưng tấy, mẫu đơn bì, đơn đỏ, huyết giác, cam thảo dây, đơn châu chấu, chó đẻ răng cưa, huyền sâm, mạch môn, ngưu tất, mộc thông, hoàng đằng, chi tử mỗi vị 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần, uống trong ngày, dùng từ 3 đến 5 ngày.